友谊再发无人赞美，散发幽香远飘一千里，细雪纷飞，繁星点起，有个异地隐秘，霎眼之间无谁点击，我会让你放雨散飞，世界宽广，昙花依稀，哪处能留住你？欣赏一切缺陷美，让我拿出勇气，战胜无上天气。无惧，现在是无人爱。不舍得感慨，以后亦能自爱，洒脱面对未来。无论谁恋爱，真心安给掩盖，努力历尽卷海，总有自己风采。谁有真的懂意爱？Vô Diệm, ta nói cho nàng nghe, Thái tử Yến Quốc không cần qua đây tỉ thí với ta nữa, nhưng mà hắn vẫn sẽ trả toàn bộ số nợ cho quả nhân. Đây gọi là biết khó mà rút lui. Biết khó mà lui. Đại Dương có còn nhớ lần trước người khổ luyện hoàng kim hữu cước trên sân túc cầu không? Đương nhiên là nhớ. Đều nhờ Vô Diệm nàng là người thầy giỏi, do vậy mới huấn luyện được cao đồ thành tài. Quả nhân thật sự rất là cảm kích nàng. Nhưng có thể Đại Dương vẫn không biết, lúc đó ở trên sân cầu có hai vị khách không mời mà đến. Vô Diệm, cuối cùng quả nhân đã luyện thành hoàng kim hữu cước rồi. Xem ra lần này Đại Dương cuối cùng có thể ở trên sân cầu đánh cho Yến Quốc không còn một manh giáp. Cuối cùng quả nhân có thể trở thành một nam tử hán đại trượng phu, đường đường chính chính. Lý nào là vậy? Không ngờ Thái tử Yến Quốc lại phái thám tử đến thăm dò quân tình. Họ làm như vậy là biết người, biết ta. Bây giờ xem như giải quyết được vấn đề cứu tế rồi. Vô Diệm, nàng lại lập được đại công nữa. Đã muốn ban thưởng cái gì cứ nói cho quả nhân biết. Nô tỳ tham kiến Đại Dương. Tham kiến Đông Cung Nương Nương. Thúy Trúc, mỹ nhân lại bệnh nữa hả? Hồi Đại Dương, Tây Cung Nương Nương uống thuốc nên đã khỏi bệnh rồi. Tây Cung Nương Nương biết Đại Dương bận việc chính sự, cho nên đích thân làm một ít điểm tâm, lệnh nô tỳ mang đến cho Đại Dương dùng đó. Vô Diệm, nàng cũng ăn đi. Là Tây Cung Nương Nương đích thân làm cho Đại Dương, nên để một mình Đại Dương ăn thôi. Vì quả nhân không khách khí nữa. Thần tiếp nhớ người, một mình lẻ bóng, một ngày không gặp, như cách 3 năm. Là hài của mỹ nhân. Ý, là y phục của mỹ nhân. Ý, là nội y của mỹ nhân. Là yếm của mỹ nhân. Mỹ nhân, quả nhân đến rồi nè. Thần tiếp còn cho là Đại Dương đã quên thần tiếp rồi chứ. Sao có thể? Quả nhân vừa nhận được mấy câu thơ của mỹ nhân thì lập tức chạy tới ngay. Thần tiếp có nhớ nhung Đại Dương thì sao? Ở trong lòng của Đại Dương không có sự tồn tại của thần tiếp mà. Sao lại nói vậy chứ? Da của mỹ nhân trắng hơn tuyết, đúng là không ai sánh bằng. Mấy ngày hôm nay Đại Dương chỉ lo ở bên Đông Cung Nương Nương. Xem ra sức hấp dẫn của Đông Cung Nương Nương so với thần tiếp cũng không sao sánh với cổ được rồi. Mỹ nhân, nàng chửi rất đúng. Quả nhân đích thực lạnh nhạt với mỹ nhân. Được. Quan trọng nhất là biết sai chịu sửa, để chứng minh quả nhân yêu mỹ nhân nhiều hơn. Đại Dương ngài muốn làm gì? Chỉ còn muốn lạnh nhạt với mỹ nhân, nhưng lúc nước còn nóng, quả nhân muốn tắm chung với mỹ nhân. Không được. Bồn tắm này nhỏ xíu như vậy, làm sao chứa được hai người chứ? Bồn tắm có chứa được hai người hay không, thử rồi mới biết.
Huống hồ quả nhiên có thể thân mật với mỹ nhân hơn. Đại Dương đừng như vậy mà. Đừng như vậy, làm cái kia ha. Mình đã hứa với Vô Diệm phải cần chính yêu dân, nhất định phải nói ra được thì làm cũng phải được. Hay là mau xem xong hết tấu chương, lập tức về gặp mỹ nhân. Khải bẩm đại dương, Tây Cung nương nương lệnh cho người mang trà sâm đến. Mang đến đây. Dạ đại dương. Để xuống đi. Ra ngoài. Mỹ nhân, tại sao nàng? Nếu như đại dương không muốn nhìn thấy thần thiếp, vậy thì thần thiếp đi. Mỹ nhân, nàng đừng đi. Mỹ nhân, nàng không được đi mà. Hay là đại dương đừng giữ thần thiếp lại nữa. Hay là đại dương tiếp tục xin tấu chương đi. Nếu không như vậy sẽ bị Đông Cung Nương Nương trách mắng đó. Dù gì thì ta cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Nhưng tại sao mỹ nhân lại cải trang thành nội thị thần vậy? Thần thiếp muốn gặp đại dương, nhưng sợ bị người ta nói thần thiếp cản trở đại dương xử lý chính vụ, cho nên mới lén cải trang thành nội thị thần đến gặp đại dương đó. Mỹ nhân, nàng đúng là biết nghĩ cho quả nhân. Quả nhân nhất định sẽ ban thưởng cho nàng ha. Ban thưởng cái gì? Thật không hiểu phụ nữ các người, tại sao lại thích thoa son đánh phấn như vậy? Ngay cả mỹ nhân trời sinh diễm lệ cũng y như vậy. Thích đẹp là bản tính trời sinh mà. Đại dương cũng thích ngắm nhìn người đẹp để trong lòng được vui. Giả lại phụ nữ, làm đẹp là vì người mình yêu. Cuối cùng thì phụ nữ cũng chỉ là muốn đàn ông được vui mà thôi. Nhưng không phải nữ nhi nào cũng đều như vậy hết. Cũng giống Vô Diệm vậy. Quả nhân xưa nay chưa thấy cổ thoa son đánh phấn bao giờ. Ý, đại dương nghĩ vậy là sai rồi. Trừ khi Đông Cung nương nương không thích đại dương, nếu không nhất định sẽ trang điểm cho mình thật đẹp để xuất hiện trước mặt đại dương. Chị đáng tiếc, ở trên mặt Đông Cung nương nương có cái bớt đỏ đó. Tứ lỗi thần thiếp nhất thời lỡ miệng. Mỹ nhân đã nói sự thật thôi mà. Vô Diệm cái gì cũng tốt, nhưng Vô Diệm không có cách nào để che giấu cái bớt đỏ ở trên mặt của mình. Đông Cung nương nương có ơn cứu mạng với đại dương, tin chắc là đại dương người cũng muốn tìm cách để làm cho Đông Cung nương nương vui phải không? Chuyện này đương nhiên, nhưng mà có cách gì đây? Cách gì có thể làm cho Vô Diệm vui được ha? Đông Cung nương nương tuy là người rất dễ chịu, nhưng thân là đàn bà con gái, nhất định là rất muốn có được dung nhan xinh đẹp. Thật sự là có cách gì để có thể làm cho cái bớt ở trên mặt Vô Diệm biến mất không? Trời đất rộng lớn, nói không chừng sẽ có linh đơn diệu dược, hoặc là kỳ nhân dị sĩ có thể giúp được Đông Cung nương nương. Muội muội, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi vẫn chưa hết giận sao? Có nhiều việc làm muội phải giận như vậy, biết lúc nào mới có thể nguôi được. Muội không góc gì đâu. Thật ra giữa phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, muội ở đây đã nhiều ngày như vậy, đã đến lúc nên về nhà rồi. Tỷ tỷ, tỷ không quan nghênh muội ở đây sao? Sao tỷ tỷ lại không quan nghênh muội được? Chẳng qua tỷ tỷ không muốn muội vì chút chuyện nhỏ mà đi đến bước làm lớn chuyện với Tín Dương Quân thôi. Cái gì chuyện nhỏ? Tỷ có biết không hả? Từ sau khi hắn ta từ quan, ngày ngày ở nhà mượn rượu giải sầu, uống rượu say thì nổi cơn điên lên. Muội khuyên nhủ hắn ta lại trở mặt mắng muội. Vốn chỉ muội tính là ở nhà tỷ tỷ nhà khơm để hù hắn ta mà thôi. Nhưng giờ tỷ thấy rồi đó, hắn không màng hỏi han gì muội hết. Vậy tỷ kêu muội làm sao đây? Nếu tự mình mò về thì còn gì mặt mũi nữa. Đừng nghĩ như vậy, Tín Dương Quân phu nhân. Tướng công, chàng đến rất đúng lúc. Chàng và Tín Dương Quân qua lại nhiều năm, sao lần này chàng không khuyên y thử xem để muội muội đừng đau lòng như vậy nữa? Bao nhiêu năm nay đại nhân làm việc luôn luôn là vì nước vì dân, nhưng đến cuối cùng lại bị người ta nói là mình có ý mưu triều soán vị vì muốn trong sạch. Đại nhân đành phải xin với đại dương từ quan. Đổi lại là nghi mổ tôi, nghi mổ cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta đều là người nhà thân thích, đừng trách nghi mổ nói thẳng. Bây giờ đang là lúc đại nhân mất ý chí nhất. Điều mà phu nhân nên làm không phải là chỉ trích quán than,
mà người nên tiếp tục ủng hộ ở bên cạnh của đại nhân kề vai sát cánh cùng nhau vượt hoạn nạn. Tỷ phu nói cũng đúng lắm. Bây giờ đang là lúc tướng công đang cần có người ở bên cạnh ủng hộ mình. Công lý nào muội để mặc y không có ngàn tới. Muội nghĩ được như vậy thì tốt quá. Tóm lại nghe lời tỷ, lát nữa mua vài món điểm tâm mà Tính Dương Quân thích ăn đem về, nhẹ nhàng khuyên nhủ dỗ ngọt lại y, nhất định sẽ không sao. Được rồi, được rồi. Ý, sao phía trước có nhiều người vậy? Tuyết Liên à, cô qua đó xem thử sẽ ra chuyện gì. Dạ phu nhân. Trời ơi, không biết cái gì nữa, động đầu. Có chuyện gì vậy hả? Thì ra phía trước có dáng cáo thị nói là Đại Dương đang tìm kỳ nhân dị sĩ có thể chữa các vết sẹo hoặc là linh đơn diệu dược. Chỉ cần chứng thực có hiệu quả, tất cả đều được trọng thưởng hết. Sao Đại Dương lại đưa ra cáo thị có nội dung lạ lùng như vậy? Chắc là Đại Dương muốn giúp Đông Cung nương nương xóa đi cái bớt đỏ trên mặt của người đó mà. Chuyên xóa vết bớt nốt rồi, làm trắng đẹp da bảo đảm hiệu quả. Chuyên xóa vết bớt nốt rồi, làm trắng đẹp da bảo đảm hiệu quả. Ông mù, tôi không có tin đâu. Thuốc ông có thật là linh nghiệm vậy không? Thuốc của lão phù có linh nghiệm hay không, thử rồi sẽ biết liền. Tân Y, nè, uống nhiều một chút. Đừng có sáo nha. Có cầu vô công bất thọ lộc, không biết lão phu có thể giúp được gì cho hai vị phu nhân đây. À, là như vậy nè, chúng tôi muốn xin Tân Y bán cho chúng tôi linh dược có thể xóa được vết bớt ở vết sẹo trên người đó. Xin lỗi nha, linh dược tổ truyền của lão phu xưa nay chỉ dùng để tặng y thí thuốc, chứ không có đem bán. Huống hồ lão phu nghe tiếng của phu nhân đoán chắc là đang thời kỳ xuân sắc, chắc là không cần đến loại linh dược tổ truyền này của lão phu đâu. À, không phải đâu thần y, ông thật sự không biết được đâu. Muội muội tôi thật sự rất cần loại linh dược này. Nếu như nó không có được linh dược này, gia đình của nó sẽ như vậy mà tan vỡ. Ngay cả cuộc đời của nó cũng gặp nhiều tai nạn mà trước giờ chưa từng có. Cho nên ông nhất định phải giúp nó. Thần y à, ông làm ơn thật đi. Thật sự là có những chuyện này xảy ra với phu nhân hay sao? Trời ơi, đúng vậy thần y. Xin ông đại phát từ bi cho, giúp cho kẻ đáng thương như tôi. Nếu như không có linh dược của ông, tôi nghĩ thật sự sống không bằng chết đó. Thật là thê luôn lắm. Cảnh ngộ của phu nhân thật khiến người ta đau lòng đó. Nhưng mà số linh dược này của lão phu không thể bán được. Nhưng mà chúng ta bình thủy tương phùng, coi như có duyên với nhau. Linh dược tổ truyền của lão phu sẽ tặng cho phu nhân đây, hy vọng nó có thể giúp cho phu nhân tiêu trừ kiếp nạn. Đa tạ thần y. Đa tạ thần y. Bình linh dược này thật sự có thể xóa vết bớt sao? Từ cơ đã thấy tận mắt sự linh nghiệm của bình dược này rồi. Chỉ cần thoa lên mặt một lớp mỏng thì có thể xóa đi vết bớt. Hơn nữa hiệu quả thật sự đáng kinh ngạc. Từ cơ tặng bình linh dược này kỳ thực là muốn chuộc tội với nương nương đó. Chuộc tội với bổn cung mà. Trước đó phu quân tôi có làm chuyện bất kính với đại dương, từ cơ lại xuất ngôn bừa bãi với nương nương, thật sự muốn khẩn xin nương nương lượng thứ. Nếu như thật sự muốn trách tội thì từ cơ bằng lòng gánh chịu tất cả, chỉ cần nương nương tha cho phu quân tôi. Xưa nay bổn cung chỉ nghe đến lợi ích của người ta, xưa nay không có ghi thù. Huống hồ chuyện Tính Dương Quân kế gì chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm, sao bổn cung có thể trách hắn được chứ? Đa tạ nương nương rộng lòng tha thứ, từ cơ thật sự cảm kích vô cùng. Lần này đại dương trưng cầu linh dược đều là vì muốn xóa đi cái bớt ở trên mặt của Đông Cung nương nương. Thật ra Tính Dương Quân phu nhân có thể trực tiếp đưa linh dược cho đại dương, nói không chừng đại dương thấy vui sẽ để Tính Dương Quân phục chức cũng không chừng. Từ cơ tặng linh dược cho nương nương chẳng qua là muốn chuộc tội, thật sự không có ý gì khác. Chuyện phu quân được phục chức hay không, từ cơ thật không dám mong ước xa xôi gì cả. Tất cả là nghe theo ý trời mà thôi. Nếu tâm ý của Tính Dương Quân phu nhân đã như vậy, bổn cung đành phải thay đại dương cảm ơn cô trước. Quả nhiên cao nhân liệu việc như thần, từ cơ thật sự mang bình linh dược tặng cho bổn cung. Nhưng có chuyện này bổn cung thật sự là không thể nào hiểu được. Lần trước từ cơ mỉa mai bổn cung như vậy, tại sao cao nhân còn muốn ta giúp cho cô ta nữa chứ? Từ cơ chỉ là một tiểu nữ nhân, đối với đương đương vốn không có uy hiếp gì cả.
Tiểu nữ nhân có lúc cũng có cái tốt của tiểu nữ nhân. Giữ cô ta ở bên cạnh, sớm muộn gì cũng có chỗ để dùng đến. Nhưng buông tha cho cổ như vậy, bốn cung vẫn không cam tâm lắm. Nếu như nương nương đây muốn trừng phạt Từ Cơ một chút, cũng không phải là không có cách. Mỹ nhân nói loại linh dược này vô cùng linh nghiệm, nó có thể xóa sạch cái bớt đó. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên mặt, bảo đảm da mặt của nàng sẽ láng mịn hơn. Vô Diệm, nàng thử đi. Trên thế gian này làm gì có linh đơn dịu dược như vậy. Nếu có đi nữa, sư phụ đã giúp thần thiếp xóa đi cái bớt ở trên mặt rồi. Bây giờ y thuật khác xưa rồi. Xưa có thần nông, bây giờ có biển thước. Hồi xưa không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Nè, có thể là loại linh dược này vừa mới xuất hiện thôi. Vô Diệm à, nàng thử đi coi sao hả? Trời ơi, thần thiếp thật sự không có nhàn rỗi như đại dương đâu. Đại dương muốn thử thì tự mình thử được rồi. Đợi đại dương xóa đi hết mắt mũi miệng tai rồi mới đến tìm thần thiếp nha. Vô Diệm à, nè thử đi. Nè thử đi bà. Không thử đâu mà đại dương. Tiểu Lục tham kiến đại dương, tham kiến nương nương. Tiểu Lục phụng lệnh của thái hậu, triệu đại dương cùng hai vị nương nương đến tẩm cung thái hậu có chuyện cần bàn. Cái gì? Tạc tượng cho bổn cung? Đại dương nhờ có Vô Diệm xả thân tương cứu nhiều lần, ai gia cảm thấy cần phải tạc tượng cho Vô Diệm mới được đó, để ca ngợi công đức của con đối với Điền Tài. Được đó, để ba tánh nước Tề đều biết bên cạnh quả nhân có một vị Vô Diệm anh minh thần võ cũng tốt mà. Đại dương và thái hậu đã nói quá rồi. Thật ra bảo vệ an nguy cho đại dương và đất nước vốn là trách nhiệm của bổn cung mà. Bổn cung không dám kể công. Đông Kinh Nương Nương vì nước Tề lập nhiều đại công, nhưng lại chưa bao giờ để ý đến việc thưởng gì. Đây đúng là tinh thần cao thượng hiếm có, rất đáng để mọi người kính phục. Thật ra mọi người đều công nhận công lao của tỷ tỷ hết. Tỷ tỷ hà tất còn từ chối. Ai gia muốn mượn chuyện này để làm tấm gương, để các phụ nữ nước Tề có thể lấy Vô Diệm ra mà noi gương theo. Tâm ý của thái hậu bổn cung hoàn toàn hiểu được. Chẳng qua bổn cung cho rằng người có tư cách thật sự đáng để được mọi người tạc tượng phải là người tài đức vẹn toàn. Hơn nữa bổn cung tin rằng khắp trong nội thành Lâm Trì này có không ít người có tư cách hơn bổn cung nữa. Họ là những phụ nữ tài đức đáng để tạc tượng. Nếu như Vô Diệm đã kiên quyết như vậy rồi, ai gia sẽ làm theo ý nguyện của con. Ta sẽ cho tìm trong cấp kinh thành này để chọn ra một người phụ nữ điển hình tài đức vẹn toàn, tạc tượng bố cáo thiên hạ. Nhưng trong thành Lâm Trì dân khẩu rất nhiều, làm sao mới có thể tìm ra được phụ nữ điển hình tài đức vẹn toàn? Về điểm này thì phải do bá tính tự động đề cử, sau đó chúng ta phái người xác minh. Tiếp theo là đưa danh sách cho thái hậu xem thử, để thái hậu đích thân chọn ra một người phụ nữ tài đức có tư cách nhất. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Cách này nghe ra là được nhất rồi đó. Vậy ta giao cho Vô Diệm làm ha. Thật ra thưa thái hậu, ở trong lòng bổn cung còn có một người càng thích hợp để làm chuyện này hơn. Chính là trưởng công chúa. Bổn cung làm sao mà được? Đúng đó, mình của trưởng công chúa chỉ vừa mới khỏi thôi. Nếu như việc này nặng nề quá, có phải là... Không đâu, đại dương có thể yên tâm. Một là trưởng công chúa đã bình phục, hai là nhân lúc tham gia công việc này có thể giúp trưởng công chúa rèn luyện thêm kinh nghiệm. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Vô Diệm nói vậy cũng đúng. Vậy thì việc đề cử phụ nữ tại đức sẽ giao cho dân gì phụ trách. Lựa chọn phụ nữ tại đức hả? Không biết thắng thì được bao nhiêu vàng nữa. Giải thưởng là một tảng đá cho tôi có tác dụng gì? Mẹ à, mẹ đừng có bao giờ coi thường tượng đá đó. Nếu như mẹ thật sự được chọn rồi á, tượng của mẹ sẽ được đặt ở giữa đường phố kinh thành, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà quan trọng nhất á là những tặng thưởng vô hình đó mẹ. Là cái gì? Mẹ thử nghĩ đi, nếu như mẹ thật sự được chọn làm người phụ nữ có tài có đức, địa vị lên cao, mẹ đi ăn đồ không những không cần phải trả tiền mà còn có người cho mẹ tiền và đã nói tốt cho tiệm của họ nữa. Mẹ nghĩ coi như vậy có sướng hay không? Tình tiểu tử này, nghe con nói mẹ cũng thấy có chút động lòng rồi đó. Nghe ra thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà nhìn mẹ con đi, có chỗ nào giống tại đức vẹn toàn không? Kêu mẹ con ra ngoài tranh giành với người ta, chỉ có nước bị người ta cười vào mặt thôi. Cả cha con mình cũng bị cười vào mặt thúi. Trời ơi, là già chết tiệt này, ông xem thường lão nương hay sao vậy? Được, lão nương sẽ giành được phụ nữ tại đức vậy cho ông xem nè. Tôi không tin là thân làm nhạc mẫu của đương kim đại dương á lại thua mấy cái dân phụ đó nghe chưa? À được, vậy con lập tức đi ghi danh cho mẹ nghe. Nhưng mẹ phải nói trước nè. Tống thu, mẹ mặc kệ con dùng cách gì cũng được hết. Tóm lại là giải phụ nữ tại đức mẹ nhất định phải có được đó. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con đã có kế hoạch chu toàn rồi. Mẹ cứ đợi nhận giải, chuẩn bị y phục mới lên nhận thưởng đi ha. Các vị, hôm nay cử hành đại hội đề cử phụ nữ tài đức
không giới hạn độ tuổi, không giới hạn thân phận, chỉ cần là phụ nữ, nhưng phải thể hiện được mình là tài đức vẹn toàn thì tất cả đều hoan nghênh hết. Bây giờ tôi tuyên bố đại hội đề cử chính thức bắt đầu. Cái gọi là mẹ nghiêm thì sinh con hiếu, nuôi con dạy con không đánh không được, cũng nhờ tôi á đánh con từ nhỏ tới lớn á nha, cho nên bây giờ chúng nó mới chịu nghe lời dạy của tôi á. Tôi vì tiền đồ của con trai mình ít nhiều gì cũng đã gả mười mấy lần rồi, đây gọi là hy sinh đời mẹ củng cố đời con, giúp con trai tìm được người cha tốt có tiền có thế mà. Yến Chu Thị. Ê! Kiều à, trời ơi, Kiều, sao khi không muội lại dẫn bà nội ra đây vậy? Như vậy cô nương nói, để cử bà nội làm phụ nữ tài đức, cho nên muội mới dẫn bà nội ra đây. Bà ơi, lát nữa bà cứ làm giống như lúc luyện tập ở nhà đi, như vậy là được rồi. À, chào mọi người. Tuy tôi tên là Chu Thị, nhưng lão thân làm người vốn không thích xen nhiều chuyện làm gì. Lão thân tự hỏi mình không có tài đức gì, nhưng mà có một việc tôi cảm thấy rất đáng tự hào, chính là nhờ vào một tay tôi nuôi được hai đứa cháu. Tuy hai đứa nó từ nhỏ đã là những đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng nhìn hai đứa nó từng ngày lớn lên, càng ngày càng giống cha mẹ quá cố của nó. Sau khi sinh bao nhiêu năm nay, tôi cảm thấy hoàn toàn là đáng. Bà ba, hôm nay bà là người nói khiến mọi người cảm động nhất trong số những người phụ nữ ở đây. Yến Chu Thị, bà được chọn rồi. Không phải chứ, chỉ có nuôi hai đứa cháu nội thì được gọi là tài đức vẹn toàn hả? À đúng đó, nếu so với mẹ tôi thì đúng là còn thua xa lắm. Lại là ba tên con kiếp các người, tới đây làm gì? Đến đây đương nhiên tham gia phụ nữ tại Đức rồi, lẽ nào đến để nghe cô nói giảm? Thì ra là quốc trưởng gia, quốc trưởng phu nhân, quốc cửu gia, đại giá quan lâm, không kịp nghênh tiếp, mong bỏ qua cho. Như vậy mới được chứ, bây giờ mẹ tôi có thể lên sân khấu để kể tài đức của mình được chưa? Quốc trưởng phu nhân sắp kể đây, cho đập tay đi. Rất cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Thật ra thì phàm là phụ nữ ai cũng phải sinh con và nuôi con, nuôi có hai đứa cháu thì có gì lớn lao lắm đâu chứ. Ý, không phải tôi tự khen mình nha, nuôi con phải nuôi được như tôi thì mới gọi là thành công chứ. Thế chàng thật sự có ai sánh bằng. Một bên tay phải của tôi nuôi lớn quốc cửu gia, còn tay bên trái của tôi nuôi lớn lên Tây Cung nương nương đương kim hiện nay. Tôi không những nuôi con độc nhất thiên hạ mà còn có ích đối với thiên hạ nữa. Đây mới gọi là công lao to lớn của người phụ. Đúng đó, mọi người có biết không, quốc trưởng phu nhân thường ban y thí thuốc, rất quan tâm đến dân làng nghèo đó. Từ khi tôi mới sinh ra, quốc trưởng phu nhân đã giúp tôi lớn tới ngày hôm nay nè. Quýnh nhìn tôi bây giờ khỏe mạnh quý trưởng bao nhiêu. Tài đức vẹn toàn. Quốc trưởng phu nhân tài đức vẹn toàn. Tài đức vẹn toàn. Quốc trưởng phu nhân tài đức vẹn toàn. Tài đức vẹn toàn. Tài đức vẹn toàn. Quốc trưởng phu nhân tài đức vẹn toàn. Kiều à, cháu đừng trách bà nội lải nhải nha. Cái gọi là nghèo không địch lại giàu, giàu không tranh với quan. Tuy đại ca cháu làm quan ở trong triều, nhưng suy cho cùng nhà họ Hạ đó là hoàng thân quốc thích, chúng ta làm sao có thể so sánh với họ. Bà đã nghĩ rồi, hay là rút khỏi danh sách đề cử phụ nữ tài đức đi con. Không được đâu nội, nội làm như vậy tức là chịu cúi đầu trước thế lực ác bá. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không có thế lực gì hết, không thể không phục phục sao. Nếu như bà không rút lui, đại ca cháu sẽ lấy làm khó xử lắm. Có gì mà làm khó chứ, đại ca chỉ cần y pháp mà làm là được rồi. Chỉ sợ huynh ấy không có gan để làm thôi. Nhưng mà cháu thật không hiểu, Du Huệ cô nương rút cuộc thích đại ca ở điểm nào? Trời ơi, thì đã nói trước có rồi mà. Giọng ai nghe quen. Ngươi chỉ được một nửa mà thôi.
Nè, thiệt là tức cười quá đi. Người có biết không, vừa rồi các ngươi diễn trông giả lắm đó. Người đó. Hey, bắt đầu từ khi tôi sinh ra, quốc trưởng phu nhân đã nuôi tôi lớn cho tới bây giờ. Ngươi nhìn coi, trời ơi, tôi khỏe mạnh như thế nào. Trời ơi, nhìn hắn đi, lưng của hắn gù như con lạc đà vậy. Còn ngươi á, vừa rồi cứ vừa vỗ tay, vừa gật gà gật gù. Còn ngươi chỉ biết nhếch miệng ngu ngơ. Còn ngươi thảm hơn, vì bộ dạng giống như cả nhà đều chết. Chắc ngươi có thể nhận được nửa số tiền là may mắn lắm rồi. Vậy có được không? Sao không được? Vừa rồi, ta cũng thấy kỳ lạ. Không ngờ hai cha con các người dám dùng tiền để mua chuột dân làng, bày trò lừa gạt. Kêu cô đừng có nói bậy nghe. Cái gì mà dùng tiền mua chuột dân làng? Ngươi còn không chịu nhận nữa. Chính tai ta nghe thấy các người đàm phán ở đây. Tiểu cô đương, cô hiểu lầm rồi. Vì chúng tôi thấy mọi người đều không tìm được việc làm, lại nuôi người nhà, cho nên chúng tôi có lòng tốt giúp đỡ cho mọi người thôi. Người tốt thành kẻ xấu, các người còn đợi cái gì nữa? Đợi chừng mai đến hả? Cầm tiền rồi đi về đi, nhanh lên. Các người đừng đi mà, các người phải giúp tôi làm chứng tố cáo họ. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đi hết rồi, xem thử nhà đầu đó làm gì được chúng ta đây. Ê trời ơi, bỏ đi con, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đi thôi, nè ngoan đi. Châu Diệp có nói phụ nữ cần trinh tiết, chỉ thờ một chồng thôi, cho nên Di Thần cho rằng đức hạnh trinh tiết mới là quan trọng nhất. Phụ nữ tái giá nhiều lần, không thể nào chọn được. Mẫu cung không đồng ý lắm. Đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, khiến bao người ngưỡng mộ. Phụ nữ tái giá một lần cũng chẳng qua là nhiều hơn một phu quân thôi, có vấn đề gì đâu. Cho nên đức và tài năng của phụ nữ đều quan trọng như nhau hết. Trưởng công chúa nói có lý lắm. Đây đúng là lời nói già ngọc đó. Trưởng công chúa nói vậy là không đúng rồi. Một người phụ nữ thất đức thì cho dù tài năng có lớn cũng khó được người ta ngưỡng mộ lắm. Từ xưa đến nay đều nói như vậy mà. Đây vốn là gông xiềng của đàn ông các người áp đặt lên phụ nữ, không công bằng đối với phụ nữ rồi. Mạnh phu tử có câu, không theo quy tắc không thể vẹn toàn được. Giống vậy sách là chết. Bổn cung tuyệt đối không thể dễ dàng để phu quân tương lai tam thê tứ thiếp. Bổn cung nhất định sẽ tìm một người bằng lòng chung thủy với mình ta, là đại anh hùng có bản lĩnh thực sự để làm phu quân ta. Cho dù không ngừng tìm kiếm, bổn cung cũng sẽ không bỏ cuộc. Không ngừng tìm kiếm, vậy là sẽ gả hết lần này đến lần khác sao? Ngươi! Trưởng công chúa, tôi ủng hộ cô. Nếu như để cho Huệ lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn một người bác học đa tài, miệng lưỡi nhanh nhẹn, nói chuyện có duyên. Tốt nhất là có cái đầu lớn lớn nè, người tròn tròn. Được như vậy là quá tốt rồi. Trưởng công chúa chắc chưa từng nghe qua câu chuyện Nga Hoàng và nữ anh hùng chung một chồng. Chuyện kể năm xưa, phụ thân yêu Thuấn và mẫu hậu của người không ngừng làm hại Thuấn đế. May mà Nga Hoàng và nữ anh trợ giúp, Thuấn đế mới có thể thoát hiểm, có được đại nghiệp. Nếu như Nga Hoàng và nữ anh năm xưa cũng có cách nghĩ giống như trưởng công chúa, không chịu chung một chồng như vậy, nghĩ chắc Thuấn đế đã bị hại đến chết rồi, làm sao trở thành thánh nhân nhất đại được chứ. Nè Đoan Mộc Huynh, huynh bức tranh biện một chút có được không? Dù sao cổ cũng là trưởng công chúa, không thể chọc được. Đạo lý là đạo lý, lý đạo phân biệt nam và nữ, chứ vì chiều lòng người mà xuyên tạc thì còn gì là đạo lý nữa chứ. Đạo lý đã ở bên bổn cung, giúp dĩ là người không chịu hiểu thôi. Anh nè, trưởng công chúa. Đoan Mộc Chánh, tại sao huynh không chịu hiểu đạo lý cương qua tiết ngọc như vậy chứ? Huynh học hỏi với anh đi, dỗ người ta có được không? Cô đừng nói người khác nữa. Cô không nhìn thấy hả? Trưởng công chúa đã đi rồi, còn không bao đuổi theo nhanh đi. Dạ được, tôi đi ngay. 3, 2, 1. Khổng phu tử nói chỉ phụ nữ và tiểu nhân không nên chọc. Theo ta thấy, phụ nữ còn khó chịu hơn. Nhân nói loại linh dược này vô cùng linh nghiệm, nó sẽ xóa được cái bớt trên mặt của nàng, nhẹ nhàng thoa lên mặt một lớp mỏng, bảo đảm da mặt của nàng sẽ láng mịn. Có thật linh nghiệm vậy không? Thử cũng được, không sao. Bữa sáng cô gọi quả nhân đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nói sao nữa, tự ngài đi xem đi. Nô tỳ tham kiến đại dương. Thần thiếp tham kiến đại dương. Miễn lễ. Du Diệm, tại sao nàng xoay lưng vào trong? Rốt cuộc có chuyện gì? Đại dương đừng nhìn sẽ tốt hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh để quả nhân xem thử. Dung mạo trước đây của thần thiếp vốn đã khó coi lắm rồi, bây giờ chỉ sợ càng làm cho đại dương hết hồn thôi. Thiệt là quả nhân và Vô Diệm đã vào sinh ra tử nhiều lần, sớm đã quen với dung mạo đó của nàng rồi. Huống hồ cái bớt đó của Vô Diệm
quả nhân nhìn quen rồi, có gì là to tát đâu. Dù gì mà nàng quay đầu lại cho quả nhân xem thử đi. Đại Dương muốn nhìn thật sao? Đại Dương đứng cho vững nha. Hả? Mặt của nàng. Quả nhân đã lệnh cho Điền Khải phái quan binh đi tìm kiếm khắp thành Lâm Tri, nhưng vẫn chưa tìm thấy vị thuật sĩ giang hồ mà Từ Cơ đã nói. Điều tại thần thiếp không tốt, quên không đưa linh dược cho thái y kiểm chứng trước, mới khiến trong cung nương nương chịu khổ. Xin đại dương trách phạt. Mỹ nhân, nàng cũng vì có lòng tốt thôi. Nếu như truy cứu ra, quả nhân thật sự khó phân xử. Mọi người không cần tự trách mình nữa. Sau khi thái y chăm cứu bốc thuốc thì mặt của Vô Diệm cũng đã bớt sưng rồi, tin chắc sẽ nhanh lành lại thôi. Nhưng xúc động nhiều nhân thủ như vậy mà vẫn không tìm được thuật sĩ giang hồ đó, lẽ nào hắn biết thuật phi thiên độn thổ sao? Đại Dương, Thái Hậu, xin mọi người hãy tin Từ Cơ đi. Bình linh dược đó đích thực là do thuật sĩ giang hồ đã tặng cho Từ Cơ mà. Lúc đó tỷ tỷ cũng có mặt ở đó, tỷ tỷ có thể chứng minh Từ Cơ nói thật. Hơn nữa, tôi và Đông Cung Nương Nương không thù không oán, tại sao phải hại Đông Cung Nương Nương chứ? Nghĩ lại, chắc lần trước đại sư tỷ của ta cứu Đại Dương trở về, Tín Dương quân đăng cơ không thành, Tín Dương quân phu nhân không làm được nương nương, vì vậy mà có người ôm hận ở trong lòng, Thừa Cơ trả thù đại sư tỷ của ta cũng không chừng đó. Vô Huệ, sự thật quan ta không phải như vậy. Xin mời hỏi tin Từ Cơ. Từ Cơ thực sự không có ý nghĩ trả thù Đông Cung Nương Nương đâu. Năm xưa bổn cung cũng từng bị người ta vu oan, cho nên ta thực sự rất hiểu tâm trạng của Tín Dương quân phu nhân hiện giờ. Nhưng mà bổn cung tin chắc Tín Dương phu nhân là vô tội. Mọi người tự nghĩ đi, bình linh dược đó cho Tín Dương quân phu nhân đích thân mang vào cung, đương nhiên rất tâm bỏ độc hãm hại Đông Cung Nương Nương, như vậy chưa chắc không để lại dấu vết gì cả. Cho nên bổn cung tin chắc Tín Dương quân phu nhân nhất định là bị tù sử giang hồ đó lừa gạt, chẳng qua là không biết thôi. Dù sao bây giờ thần thiếp cũng không sao rồi, việc này Đại Dương không cần phải truy cứu tiếp nữa. Vô Diệm nàng đã nói là không truy cứu nữa, việc này dừng tại đây thôi. Đa tạ Đại Dương, đa tạ Thái Hậu, đa tạ hai vị nương nương. Chúng ta đều là người một nhà, phải nên giúp đỡ chăm sóc cho nhau mới đúng. Sau khi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng đã chọn ra được 5 người xứng với danh phụ nữ tài đức. Bây giờ đợi Thái Hậu đưa ra quyết định cuối cùng thôi. Tôi là Ngô Quan Thị. Lúc tôi mang thai đứa con trai của mình, phụ vương tôi bất hạnh qua đời, để lại cha chồng bệnh nằm suốt ở trên giường vậy đó, cùng với mẹ chồng hành vi bất lương. Lúc đó tuy tôi đã mang thai 6 tháng, cả ngày vẫn phải đi bán gà ngoài chợ, tôi về phải chăm sóc 2 người già. Nhưng xưa nay tôi chưa từng oán lấy nửa câu, vì tôi biết rằng đây là trách nhiệm mà thân làm người con dâu phải làm tròn. Có câu phúc bất trùng lai quả dân đơn chí, có một đêm tôi dọn hàng về tới nhà thì phát hiện trong nhà bốc cháy. Lúc đó tôi không nghĩ gì hết, lao vào bên trong. Tuy cuối cùng đã cứu được cha chồng mẹ chồng, nhưng gương mặt của tôi, tay chân của tôi đều bị lửa làm phỏng hết, để lại bao nhiêu là vết sẹo. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, không biết Thái Hậu quyết định thế nào. Sau khi Aya suy đi nghĩ lại, lần này người được chọn là phụ nữ tài đức là Ngô Quan Thị. Là tôi làm được rồi. Đa tạ Đại Dương, đa tạ Hoàng Thái Hậu, đa tạ Đông Cung Nương Nương, đa tạ Tây Cung Nương Nương. Lần này không những là Thái Hậu có mắt nhìn, mà ngay cả tổ tiên Yến Gia Linh Thiên, lỡ như bà thắng cuộc, người của Hạ Gia có buông tha chúng ta không hả? Nhưng mà lần này Thái Hậu đúng thật là có mắt quan sát, không chọn quốc trưởng phu nhân. Nếu không á, mấy người chúng ta tối nay khó mà ngủ yên. Nói thật, vị Ngô Quan Thị đó đúng là danh phụ thật sự, bà cũng thấy tâm phục khẩu phục đó. Thật ra đây cũng chỉ là hư danh mà thôi. Ở trong mắt của Vô Huệ, bà nội á mới là phụ nữ hiền từ nhất, vĩ đại nhất. Trời ơi, Vô Huệ cô nương, cô thật là biết lấy lòng người già đó. Cô không có việc thì tìm việc làm đi. Vô Huệ cô nương, xin cô sau này đừng có làm chuyện nhảm nhí nữa có được không? Nhảm nhí cái gì?
Bà nội đã rất vất vả nuôi lớn huynh muội hai người, không có sinh cũng có dưỡng. Tôi làm như vậy không phải vì muốn cho mọi người đều biết bà vĩ đại như thế nào sao? Lẽ nào làm như vậy là sai? Sai chính là sai ở chỗ cô không phải họ Yến. Chuyện nhà họ Yến, người của Yến gia tự biết xử lý, không cần người ngoài như cô đứng ở đây chỉ tay năm ngón lo chuyện bao đồng. Tôi biết, nói cho cùng là huynh không muốn nhìn thấy tôi thôi. Vậy thì tôi đi. Không tiện. Anh à, sao con có thể đối xử với Vô Huệ cô nương như vậy chứ? Cô chỉ có lòng tốt thôi mà. Đúng đó đại ca, lẽ nào huynh không nhìn thấy Vô Huệ cô nương có ý với huynh sao? Mọi người thật sự không muốn huynh uổng phí mối nhân duyên đẹp như vậy đó. Chính vì như vậy huynh mới phải tiếp tục làm vậy với cậu, để cậu đừng thích gì ở huynh nữa. À, còn lo lắng con có số sát thê phải không? Con có thể không lo sao nội? Nội thử nghĩ đi, bao nhiêu năm nay chỉ cần cô gái nào quan hệ thân với con một chút thôi, không phải đi ra đường bị nguyên cái mái nhà đè xuống chết, thì cũng là bị sảy chân rơi xuống sông chết chìm. Ngay cả bà Mai giới thiệu vô duyên vô cớ cũng đã bị gãy chân. Đây chính là cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Con làm như vậy là không muốn liên lụy đến Vô Huệ cô nương mà thôi. Mấy món điểm tâm này là Ngân Xuân đích thân làm, tỷ tỷ thử xem có hợp khẩu vị không. Mấy món điểm tâm này Ngân Xuân dẫn nhà bếp làm là được rồi. Nếu để muội đích thân xuống bếp, bổn cung thật sự thấy ngại lắm. Tỷ tỷ đừng bao giờ nói như vậy. Nếu Ngân Xuân không làm chút chuyện cho tỷ tỷ thì không bù đắp được việc lần trước muội hại mặt tỷ tỷ vừa đỏ vừa sưng đó. Đừng ngốc quá, không liên quan đến muội. Lần trước chẳng qua là sự cố thôi. Nếu như thật sự muốn trách, chỉ trách Đại Dương quá nóng lòng, không ngừng hối thúc bổn cung thử thuốc cho nên mới thành ra như vậy. Tỷ tỷ đừng bao giờ trách Đại Dương nha. Đại Dương chỉ là quan tâm tỷ tỷ, muốn giúp tỷ tỷ xóa đi cái bớt ở trên mặt của mình, để tỷ tỷ được vui vẻ một chút thôi. Cái bớt này có thể xóa được hay không cũng không sao hết. Chẳng qua bổn cung thật sự không hiểu tại sao Đại Dương lại nôn nóng như vậy. Đại Dương thân là vua của một nước, bình thường ngày muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, việc gì cũng đòi hoàn hảo, đó là chuyện bình thường thôi. Ý cũng như chúng ta đi mua cái áo vậy, nếu nhìn thấy cái áo đó hơi bị rách nát thì cũng sẽ không mua nữa. Ngân Xuân nói như vậy tức là nói Đại Dương suy cho cùng chê dung mạo của tỷ. Đương nhiên Đại Dương không có chê tỷ tỷ rồi. Đại Dương và tỷ tỷ giàu sanh ra tử, Ngân Xuân tin chắc Đại Dương đối với tỷ tỷ là thật lòng đó. Ừ, bổn cung cũng hy vọng Đại Dương chỉ có ý tốt. Đại Dương mời hai vị nương nương đến đại điện một chuyến. Bức tượng phụ nữ tài đức vừa mới được làm xong rồi. Có thể lột tả thần thái của Ngô Quan thị, điêu khắc thật sự rất sống động. Đây đúng là tay nghề bậc nhất. Đa tạ nương nương quá khen. Ngay cả mặt trời cũng biểu lộ được sự đau khổ vô hạn. Tin chắc bức tượng này mà đặt ở Lâm Tri nhất định sẽ thu hút được các phụ nữ phương xa noi gương theo. Bức tượng này quả thật là rất có thần, nhưng có thể nào vượt qua cái thần nữa không, Mã công tử? Nếu như có thể xóa đi mấy vết sẹo ở trên mặt của bà ấy, có phải sẽ đẹp hơn một chút không? Hồi Đại Dương, đương nhiên là không có vấn đề. Nếu đã như vậy, chi bằng tiện thể gọt nhỏ khuôn mặt lại một chút ha? Sống mũi cho cao hơn một chút, hai mắt cho lớn ra một chút, phần eo cũng thu hẹp lại một chút, phần ngực làm cho nở ra một chút nữa. Như vậy không phải là sẽ đẹp hơn nhiều sao? Đại Dương, nếu như sửa hết theo ý của Đại Dương, sau khi hoàn thành đâu còn giống Ngô Quan thị nữa. Vô Diệm đã thực sự không biết rồi. Bức tượng này sẽ đặt ở giữa thành Lâm Tri cho bá tánh chiêm ngưỡng. Quả nhân lo lắng sẽ hù mấy đứa nhỏ, không những ảnh hưởng tới phố chợ mà còn khiến cho Lục Quốc cười chê nữa. Ý của Đại Dương muốn nói là nếu như Lục Quốc nhìn thấy bức tượng điêu khắc này, nước ta chúng ta sẽ bị chê cười là không có nhân tài, lúc đó sẽ làm thất lễ tới người khác. Vẫn là mỹ nhân hiểu tâm ý của quả nhân. Quả nhân hy vọng Lục Quốc hãy tới thành Lâm Tri có thể nhìn thấy được một bức tượng dung nhan hoa lệ, cảm giác sẽ tốt hơn. Trời ơi, Đại Dương nghĩ như vậy thật chu đáo, Di Thần thật sự phải khâm phục ngài sát đất luôn. Mã công tử, nếu như ngươi không có sức tưởng tượng, không thể lột tả được hết đường nét, chỉ bằng như vậy đi, ngươi lấy hình mẫu của Tây Cung nương nương ra làm thì được rồi. Nô tài tuân lệnh. Xấu thứ hai sao? Thái hậu người cũng thấy rồi đó, người xem ả xấu xí này xấu tới mức nào. Vô Diệm,
Tôi không ngờ nàng cao thâm bất lộ thì đã bên trong có càng khôn. Nếu như trên mặt nàng không có cái bớt đỏ đó, đê tiện. Linh dược này vô cùng linh nghiệm, nó sẽ xóa được cái bớt ở trên mặt của nàng. Chỉ cần thoa một lớp mỏng trên mặt, bảo đảm da mặt của nàng sẽ láng mịn ngay. Vô Diệp, Vô Diệp, thì ra nàng ở đây. Quả nhiên có một tin vui muốn nói cho nàng biết. Nè, qua đây ngồi đi. Có chuyện gì vậy Đại Dương? Trước đó Quả Nhân đã nhờ người đi tìm thần y ẩn thế. Cuối cùng Quả Nhân đã tìm được rồi. Ba vị thần y này là từ nước Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc. Đúng lúc họ tới Kinh Thành, nghe nói ba vị thần y này đối với những loại bệnh như là vết sẹo, cây bớt đều rất có kinh nghiệm, có thể nói là thuốc vào hồi xuân. Chỉ cần họ tới đây thì dù diệm, cây bớt ở trên mặt của nàng có thể tạm biệt nàng rồi. Đại Dương hao tổn nhân lực vật lực chỉ là muốn giúp thần thiếp xóa đi cái bớt ở trên mặt sao? Lẽ nào Vô Diệm không muốn dung mạo của mình xinh đẹp hơn sao? Nếu như thần thiếp thật sự không muốn thì sao? Vô Diệm, nàng nói như vậy là ý gì? Cái bớt này từ khi thần thiếp lọt lòng mẹ thì đã có rồi. Bấy lâu nay nó luôn ở trên mặt mình, cho nên thần thiếp cũng đã quen rồi. Giả lại thần thiếp xưa nay là người thô lỗ qua loa, hình dáng đẹp hay xấu vốn không quan trọng. Nàng không thể nói như vậy được. Dung mạo của một người trở nên đẹp hơn có gì là không tốt chứ? Sau khi bức tượng phụ nữ tại Đức làm xong, Quả Nhân sẽ mời sứ giả sáu nước đến đây để tham quan. Quả Nhân thật sự hy vọng Du Diệm nàng sẽ có diện mạo xinh đẹp, không cần bị người ta chỉ trỏ trỏ nữa. Xem ra cuối cùng Đại Dương vẫn canh cánh trong lòng về dung mạo của thần thiếp. Đại Dương nghĩ mọi cách để giúp thần thiếp xóa đi cái bớt ở trên mặt. Không phải vì Đại Dương muốn giữ oai phong trước mặt lục quốc hay sao? Thật không ngờ thần thiếp vì Đại Dương bao nhiêu lần giàu sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn. Nhưng cho đến ngày hôm nay, Đại Dương vẫn lấy cái đẹp làm đầu. Thần thiếp thật sự rất thất vọng. Quả Nhân làm tất cả đều là vì Vô Diệm nàng hết. Sau này lúc Vô Diệm có soi gương nhìn thấy dung nhan mình không thì nhất cũng sẽ thấy vui hơn. Quả Nhân thật sự không hiểu như vậy là có gì không ổn chứ? Không ổn là ở trong lòng của Đại Dương. Thần thiếp không phải là một bức tượng, không thể để bất cứ ai sửa được. Thần thiếp là người sống hẳn hoi. Đại Dương có từng nghĩ đến cảm nhận của thần thiếp hay không? Nàng muốn Quả Nhân nghĩ tới cảm nhận của nàng thì nàng cũng phải nghĩ tới cảm nhận của ta chứ. Quả Nhân làm bao nhiêu việc, nàng không những không ghen không ngờ thì thôi mà còn trách cứ Quả Nhân nữa. Được, tất cả đều là lỗi của Quả Nhân hết. Nàng hài lòng chưa? Thank you.